Cha tôi hỏi là cây giảo cổ lam là cây gì? Tôi bị huyết áp cao và được bạn bè mách là nên sử dụng cây giảo cổ lam, nhưng tôi không biết đây là cây thuốc gì và mua ở đâu. Mong nhà thuốc giúp đỡ. Chào bạn, cây giảo cổ lam là loại cây dây leo, mọc hoang chủ yếu ở các tỉnh miền núi nước ta, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Cây giảo cổ lam đã được rất là nhiều quốc gia phát triển trên thế giới sử dụng để làm thuốc từ hàng trăm năm nay, như là Nhật Bản, Trung Quốc. Ở nước ta thì một vài năm gần đây thì mới biết sử dụng cây thuốc này. Hiện nay thì cây giảo cổ lam là một trong những loại thảo dược được rất là nhiều người sử dụng, bởi loại thảo dược giảo cổ lam có rất là nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Cây giảo cổ lam đã trải qua rất là nhiều công trình nghiên cứu kỹ lưỡng cả trong nước và quốc tế. Chúng ta xin phép được liệt kê một số công dụng chính của loại thảo dược này, bao gồm giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu, giảm béo phì, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, tăng cường sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ. Để biết thêm thông tin chi tiết về vị thuốc quý giảo cổ lam thì bạn có thể gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.